Hello các bạn, mình đang ở quầy Maison Francisco Tròn. Này có cái chị này người Việt Nam, chị mới vừa mua cái chai Baccarat 540, chị thích. Chị nói cho mọi người biết coi chị cảm nhận thế nào. Chào các bạn và tất cả mọi người. Nếu mà ai mà thích về nước hoa thì đây là một cái chai này là Baccarat number 540. Đó là một cái chai mà mình rất rất là yêu thích từ bao nhiêu năm nay. Không thể sai được, nếu mà bạn nào mà muốn xài cái chai này á, xài nước hoa là chai này là is number one. Nó vừa sang mà vừa thơm ngọt, rất là dễ thương. Chị có 3 chai không chị? Chị có mười mấy chai cưng. Baccarat là you cannot go wrong. Chị rất là thích, cho nên chúc các bạn nhá. Nếu mà các bạn nào yêu thích dầu thơm này thì that's the one you can get. Dạ, rồi, cảm ơn chị bye nhiều. Bye. Yeah. Chị tên gì? Chị tên là Vân. Chị Vân, dạ, đó chị Vân, dạ.